Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nhắc tới tiền bạc chúng ta không thể không nhắc tới người Do Thái. Dù dân số của họ chỉ chiếm chưa tới 1%, nhưng trong 50 người đứng đầu bảng xếp hạng của Forbes thì có 10 người đều là người Do Thái. Không dừng lại ở đó, họ còn có mặt ở trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, chẳng hạn như Michael Bloomberg, Michael Dell. Mọi người có thể nghĩ rằng sự thành công của họ là sự ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó lại là điều tất yếu. Có một cuốn sách kinh điển của người Do Thái đã giải thích rằng họ tạo ra chỗ đứng cho mình, cho xã hội, từ đó làm chủ một khối lượng của cải khổng lồ trên thế giới. Và bạn biết không, không những người Do Thái dạy chúng ta cách kiếm tiền, mà hơn nữa họ còn bày cách giúp bất cứ ai đang nợ ngập đầu nhanh chóng thoát ra khỏi mối lo đó. Nợ nần thật sự là điều khủng khiếp mà ai ai trong chúng ta đều muốn tránh xa. Hầu như khi rơi vào trường hợp đó, thay vì tìm cách vượt qua nó, nhưng có nhiều người lại rơi vào bế tắc. Chính vì vậy, điều cần làm là khi dính nợ, là tìm cách gỡ rối và thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Bạn có đang phải gánh trên vai nhiều khoản nợ, khiến bạn đau đầu, mất ăn mất ngủ ngày đêm hay không? Làm cách nào để có thể thoát khỏi chúng một cách nhanh nhất đây? Vậy thì video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công có thể giúp bạn đấy. Khi bạn đang nợ nần chồng chất, hãy nghĩ ngay đến bài việc sau đây của người Do Thái. Chúng có thể đem lại sự thay đổi tích cực cho bạn. Bạn có đang rơi vào bế tắc vì cảnh mắc nợ hay không? Vì sao bạn lại phải hứng chịu nhiều khoản nợ tới như vậy? Nợ nần là một điều mà không ai muốn mình sẽ gặp phải. Thế nhưng, trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta không tránh được việc phải vay tiền và rơi vào tình trạng nợ nần. Nếu bạn không tìm cách thoát khỏi nợ nần, nó có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Hơn nữa, nếu bạn không biết quản lý chi tiêu và tiêu xài phung phí, khiến nợ lại càng thêm nợ. Trong cái xã hội thay đổi nhanh chóng như hiện tại, dường như tốc độ kiếm tiền không bao giờ có thể địch lại được với tốc độ tiêu tiền. Rất nhiều người không có khái niệm về tài khoản tiết kiệm, luôn cho rằng tiền kiếm ra không phải là để cất đi. Nhiều khi chúng ta bị tư tưởng này lung lay, dẫn đi sai hướng. Thậm chí lương tháng rất hậu hĩnh, nhưng vẫn phải sống kiểu vay mượn để trang trải vài ngày trước ngày phát lương. Thời lương còn thấp, đi mua đồ cần phải xem giá, nên sẽ nghĩ xem rốt cuộc mua cái này có cần thiết hay không. Nhưng lúc lương cao rồi, MacBook, iPhone, iPad mới nhất là không thể thiếu. Uống cà phê thì phải uống Starbucks, vì như vậy là đang tự thưởng cho bản thân một cách xứng đáng. Hoang phí rồi thì thiếu tiền lại đi vay. Cái vòng luẩn quẩn đó mãi không chấm dứt. Hơn nữa, việc nợ nần không chỉ gây áp lực kinh tế mà còn làm tinh thần bạn mệt mỏi và căng thẳng. Để chấm dứt tình trạng nợ nần chồng chất không phải là điều dễ dàng. Vậy rốt cuộc, người Do Thái đã bày cho chúng ta ba tuyệt chiêu thoát nợ đỉnh cao gì có thể áp dụng ngay? Cùng tìm hiểu ngay nhé! Đầu tiên, nếu muốn nhanh chóng giải quyết mối lo nợ nần chồng chất thì nhất định không được đổ lỗi, không đùn đẩy, thành công của bạn tiềm ẩn trong hai chữ tủi thân. Ông trùm dầu mỏ người Do Thái Rockefeller từng nói, hành động không phải vì suy nghĩ, mà là vì những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Trong công việc, những khó khăn và áp lực mà chúng ta nhìn thấy ở người khác, nhiều khi nó không tới từ bản thân công việc, mà nó tới từ quan hệ xã hội, đối nhân xử thế ở nơi làm việc. Và kết quả là gì? Vốn dĩ công ty là một nơi rất lý tưởng cho bản thân phát triển, nhưng vì không thích đồng nghiệp hay lãnh đạo nào đó mà nghỉ việc. Hành động như vậy chỉ có thể dùng từ cảm tính để đánh giá. Chúng ta vì sao lại phải dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân? Có một CEO từng nói, vĩ đại đều là vượt lên tất cả mà ra. Người khác không chịu được, bạn kiên trì tới cùng. Người khác từ bỏ, bạn vẫn đang nỗ lực. Người gặt hái được thành quả tất nhiên là bạn. Nói thẳng hơn một chút thì là vì kiếm tiền, vì một môi trường làm việc lý tưởng, chịu một chỗ tủi thân cũng đáng. Nhưng cũng phải nhớ, đáng phải chịu thì hãy chịu, còn đừng nhu nhược để mình bị nói oan. Chẳng hạn, bạn cũng từng bị phê bình, bị khiển trách giữa cuộc họp vì kỹ năng chuyên môn yếu kém. Nhưng điều này không có gì phải chạnh lòng nếu đó là sự thật. Lúc ấy, hãy bình thản và mở rộng tấm lòng, đón nhận những sự góp ý cũng như lời phê bình nhé. Bởi chính những sự khắt khe đó sẽ khiến chúng ta nhận ra được nhiều điều hơn. Nếu có một con tim mong manh dễ vỡ, bạn sẽ rất khó có thể tồn tại an lành ở nơi làm việc đấy. Bên cạnh đó, chúng ta hiểu rằng ai cũng có được 24 tiếng giống nhau mỗi ngày, nhưng có người tạo dựng được nên cơ nghiệp lớn, trở nên giàu có. Còn có những người không thể tận dụng được quỹ thời gian này, thì con đường đến với sự giàu sang và thành công sẽ dài hơn rất nhiều.
Chính vì thế, trân trọng thời gian và tiền bạc, đồng thời thăng cấp cho não bộ là điều đặc biệt cần thiết nếu muốn nhanh chóng xóa nợ và làm giàu. Mỗi người một ngày chỉ có 24 tiếng mà thôi, không ai nhiều hơn ai, cũng không ai ít hơn ai về quỹ thời gian đó. Nhưng có người dư giả, có người lại thiếu. Tất cả chỉ vì họ không biết cách sử dụng thời gian thế nào cho hợp lý. Thời gian của bạn có bị tiêu hoang một cách đáng sợ không? Một ngày ngoài thời gian làm việc, bạn còn làm được những việc gì khác? Hay bạn không biết làm gì cho hết ngày hôm đó? Rất nhiều người cho chúng ta thường không biết phải làm thế nào để thời gian trôi qua một cách hiệu quả. Chúng ta tiêu phí thời gian vào những việc không mang lại lợi ích gì cho bản thân và những người xung quanh. Có một câu nói rằng, phương pháp hủy hoại một người thực ra rất đơn giản. Đó là để anh ta bận tới mức không có thời gian đi suy nghĩ. Chính vì thế, chúng ta phải biết trân trọng thời gian và tiền bạc của mình, giống như những nhắc nhở trong cuốn sách Tàn Mút. Hãy khiến cho mỗi phút của chúng ta bỏ ra đều đáng giá, mỗi xu chi ra đều có ý nghĩa. Mỗi người đều phải đối mặt với đủ mọi áp lực khác nhau, thậm chí là nợ nần. Nhưng cần phải biết rằng, hạnh phúc của cuộc sống hoàn toàn không do một căn nhà mang tới. Mua nhà, mua xe chỉ để khiến cuộc sống hạnh phúc hơn, chứ không phải mang tới cho bản thân nhiều lo âu, đau đầu. Như vậy, không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn lãng phí cả thời gian của chúng ta. Những điều này đã ăn vào máu của người Do Thái, vì họ từ nhỏ đã nhận được một nền giáo dục như vậy. Người Do Thái sinh ra không phải để kinh doanh, nhưng họ lại được trau dồi và ảnh hưởng ngay từ thời thơ ấu. Đặc biệt là hành vi của cha mẹ, nó ảnh hưởng đến con cái quả thực rất lớn. Rockefeller từng nói, tất cả may mắn của con trẻ đều là kết quả từ việc lên kế hoạch của cha mẹ. Một gia đình thích đọc sách thì con cái được nuôi dạy cũng sẽ có thói quen thích đọc sách. Đọc sách là phương pháp rất tốt có thể khiến trẻ phát triển và tiến bộ hơn trong học tập và tư duy. Và thăng cấp cho bộ não trước giờ luôn là việc đáng tiền và đáng bỏ thời gian đầu tư nhất. Não của chúng ta giống như một loại cơ, bạn càng kéo căng và dùng nó nhiều, nó càng khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn. Não của chúng ta có khả năng thay đổi, chúng ta có thể nâng cấp chúng. Bác sĩ Jenny Brocky, tác giả cuốn Future Brain nói, khi bạn bảo dưỡng động cơ ô tô, nó sẽ chạy tốt hơn, và não của chúng ta hoàn toàn giống như vậy. Sẽ không bao giờ quá muộn để cải thiện trí óc đâu, các bạn ạ. Và để khám phá thêm những quan niệm về tiền bạc của các tỷ phú lừng danh khác, cũng như tích lũy thêm tri thức, hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Bạn đã bao giờ thấy người không quý trọng đồng tiền mà trở nên giàu có hay chưa? Người giàu họ tiêu tiền nhiều thật, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, đó đều là những khoản chi tiêu có mục đích, chứ không hề hoang phí. Còn với những ai vung tiền vô tội vạ, thì sự giàu sang cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Bởi vậy, phương châm cuối cùng mà người Do Thái muốn gửi gắm và cũng là bài học cho bất cứ ai đang muốn làm giàu, chính là nhất định phải coi trọng đồng tiền mới kiếm được rất nhiều tiền. Trong thực tế, rất nhiều người chỉ biết nhìn chằm chằm vào những doanh nhân thành công, những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, mà bỏ qua một thực tế rằng phần lớn bọn họ cũng bắt đầu từ con số 0 đi lên. Đối với người Do Thái, sách lược của họ là kiếm tiền nhỏ để duy trì cuộc sống trước, rồi trong quá trình ấy, không ngừng tìm kiếm những hướng đi khác để có thể trở nên giàu có hơn. Trong khi nhiều người chúng ta, khi muốn làm gì là đều muốn cho ra thành quả rực rỡ, cho ra được nhiều tiền như người ta ngay, làm mà chỉ cho ra được chút tiền liền thấy nản, tiếc nó không xứng với nỗ lực mình bỏ ra. Vì vậy khi muốn làm ăn kinh doanh, cứ trông thấy ai đó làm cái gì đó kiếm được rất nhiều tiền, không thèm suy nghĩ thấu đáo tới nhiều nhân tố liên quan, ngay lập tức đâm đầu vào ngành nghề ấy, cuối cùng lại thành trắng tay. Kiếm tiền nào phải trò chơi trẻ con, càng không có chuyện một phát có thể cầm trong tay một khối tài sản khổng lồ ngay được, đúng không các bạn? Bạn không bước qua cửa nhà, không bước lên bậc thang thứ nhất, thứ hai, thứ N thì làm sao mà lên được tầng 2, thậm chí những tầng cao hơn nữa. Bạn hãy hình dung rằng nếu muốn vào nhà, bạn sẽ phải đi lên bậc thang, bước qua cánh cửa và tiến sâu vào. Trong kinh doanh cũng vậy, bạn cần đi từng bước một thì mới có thể thành công. Trong mắt người Do Thái, hoang tưởng và kén cá chọn canh sẽ chỉ sinh ra bi kịch. Vì vậy, đối với họ, chỗ nào kiếm được tiền sẽ đi chỗ ấy. Hơn nữa, tiền ít tiền nhiều đều có thể kiếm. Đây chính là điều mà chúng ta cần học hỏi từ những doanh nhân bậc nhất thế giới này. Tiền bạc không hoàn toàn mua được hạnh phúc, nhưng nó đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất để tồn tại và tạo cơ hội cho sự giàu có trong tương lai.
Trân trọng đồng tiền cũng chính là trân trọng giá trị lao động của chính bản thân mình. Xã hội đang thay đổi chóng mặt và tốc độ kiếm tiền hầu như không thể địch lại được với tốc độ tiêu tiền. Nhiều người trẻ có thu nhập không tồi nhưng vẫn không tích lũy được bao nhiêu. Có người còn nợ nần chồng chất. Nợ nần quá nhiều mà không có cách giải quyết là vấn đề chung của nhiều người. Tuy nhiên, nếu biết cách xử lý khôn ngoan, chắc chắn bạn sẽ thoát khỏi nợ nần một cách dễ dàng. Hơn hết, con người, hay nói cách khác là chính chúng ta, là chủ thể tạo ra tiền và của cải vật chất. Vì vậy, trước hết hãy học cách trân trọng bản thân và bạn sẽ thành công trong mọi dự định tài chính sắp tới. Chúc bạn lựa chọn đúng đắn và thành công trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.